الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi thời gian co lại, rằng một năm sẽ giống như một tháng, và một tháng sẽ giống như một tuần, và một tuần sẽ giống như một ngày, và một ngày sẽ giống như một giờ, và một giờ sẽ giống như một ngọn lửa bùng lên. Hadith do Tirmidhi ghi lại, và Al-Albani xác nhận hadith sahih. Có nghĩa là vào những giai đoạn cuối cùng của thế gian, của dunya, tức những thời đại gần ngày tận thế, thời gian sẽ trôi đi nhanh chóng, mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh. Mọi người không còn cảm thấy baraka của thời gian. Họ không còn cảm thấy thời gian của họ mang lại nhiều phúc lành cho họ như trước. Họ cảm thấy thời gian trôi nhanh một cách ngỡ ngàng, và họ cảm thấy năng suất cũng như hiệu quả công việc không còn giống như trước. Và có thể nói là chúng ta đang ở trong giai đoạn mà thời gian thực sự trở nên rút ngắn, thực sự trở nên co lại, như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã cảnh báo trong hadith. Giờ đây, ai trong chúng ta cũng thực sự cảm thấy rằng thời gian trôi rất nhanh. Chúng ta thường bảo nhau, mới đó đã một năm, mới Ramadan giờ lại sắp đến Ramadan, mới thứ sáu tuần rồi, giờ lại đến thứ sáu. Ngày chưa làm gì đã tối, tối chưa làm gì đã sáng. Và trong một lời dẫn khác do Al-Bukhari ghi lại, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, ngoài việc cho biết thời gian sẽ co lại, thì người còn cho biết rằng sẽ ít đi những điều tốt và điều xấu sẽ trở nên nhiều hơn. Người nói: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الصُّحُ وَالصُّحُ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ. Thời gian sẽ co lại, những việc làm thiện tốt sẽ giảm, lòng tham và sự keo kiệt ăn sâu vào lòng người, và sự giết chóc trở nên phổ biến. Có nghĩa là thời gian lúc đó sẽ rút ngắn lại, và vì vậy những việc làm thiện tốt của chúng ta sẽ ít đi, hoặc chúng ta làm nhưng kết quả không nhiều. Và do đó có một mối liên hệ trực tiếp giữa việc thu hẹp thời gian và thu hẹp sản lượng của các hành động và việc làm của chúng ta. Thật ra cuộc chiến với thời gian để sử dụng nó một cách tốt nhất là điều mà con người cần phải quyết liệt. Và đặc biệt chúng ta, những người Muslim, lại cần phải quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không nhận ra giá trị của thời gian. Chúng ta thường thờ ơ với thời gian cho đến khi mọi thứ bắt đầu trở nên khác đi. Chúng ta thường không quan tâm đến thời gian cho đến khi chúng ta bắt đầu già đi. Và chúng ta vẫn vậy cho đến khi sức khỏe của chúng ta bắt đầu suy kiệt. Rồi chúng ta mới nhận thấy rằng mình đã lãng phí thời gian, lãng phí sức khỏe. Và đó là lý do tại sao Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã nói: نِعْمَتَانِ مَقْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كثير من الناس الصحة والفراغ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: có hai ân huệ phúc lành mà mọi người không tận dụng được, đó là sức khỏe và thời gian rỗi. Hadith do Bukhari ghi lại. Vì vậy, thời gian và sức khỏe là hai thứ sẽ mang lại baraka cho chúng ta nếu chúng ta thực sự biết tận dụng chúng một cách hợp lý. Baraka có nghĩa là sự tốt lành trong một cái gì đó. Khi nói baraka của Allah, hay Allah ban baraka cho một điều gì đó, một thứ gì, một sự việc nào đó, có nghĩa là Ngài, Allah subhanahu wa ta'ala, sẽ làm cho nó trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích hơn mong đợi. Và vì vậy, chúng ta có thể nói rằng baraka chính là phước lành hay phúc lành. Hỡi người Muslim, để có baraka trong thời gian của chúng ta, có nghĩa là chúng ta gặt hái được nhiều trong thời gian ít ỏi, tức làm ít nhưng hưởng được nhiều. Và Allah subhanahu wa ta'ala, Thượng Đế của chúng ta, đã phán rằng: Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngài
là Đấng đã tạo ra cái chết và sự sống để thử thách các ngươi, hỡi nhân loại, xem ai là người tốt nhất trong việc làm của mình. Chương 67 Al-Mulk câu 2. Thì trong câu kinh chúng ta vừa nghe, Allah Subhanahu wa ta'ala cho chúng ta biết rằng Ngài thử thách chúng ta là để xem ai trong chúng ta sẽ làm tốt nhất với những việc làm của mình, chứ không nhất thiết là phải là người giỏi nhất. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rằng không nhất thiết là phải hao tốn nhiều thời gian, hao tốn nhiều công sức, mà quan trọng là biết tận dụng để có được kết quả tốt nhất. Imam Ibn Atta rahimahullah nói rằng, một số người sống rất lâu nhưng kết quả rất ít, và một số người sống với tuổi thọ rất ngắn nhưng kết quả lại nhiều. Vì vậy, hỡi người Muslim, có những cuộc đời dài nhưng không có kết quả, trong khi có những cuộc đời ngắn ngủi lại đạt được nhiều kết quả to lớn. Nếu một người chân thành với Allah Subhanahu wa ta'ala, coi trọng phúc lành thời gian mà Ngài đã ban cho anh ta sẽ có thể đạt được trong một ngày với những gì mà người khác có thể đạt được trong một tháng. Một người thậm chí có thể đạt được nhiều hơn trong thế giới này ở tuổi 18 so với người khác ở tuổi 80. Quan trọng là chúng ta phải biết coi trọng thời gian một cách nghiêm túc. Chúng ta tận dụng nó một cách nghiêm túc. Quý Muslim thân hữu, có 7 điều mà chúng ta rút ra được từ Sunnah của Thiên Sứ Sallallahu Alaihi Wasallam về việc tìm kiếm Barakah trong thời gian của chúng ta. Inshallah, chúng ta có thể tìm được Barakah trong thời gian của chúng ta khi chúng ta học và thực hành theo Sunnah của người Sallallahu Alaihi Wasallam. Điều đầu tiên đó là Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam là người của buổi sáng. Ông Sakhar bin Wada'a al-Ghamidi nói rằng, ông đã nghe Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói trong lời cầu nguyện của người: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hỡi Allah, xin Ngài ban phước lành cho cộng đồng tín đồ của bề tôi vào buổi sáng sớm. Và có rất nhiều hadith đều thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường không ngủ lại sau Salat Fajr. Và khi người cử một tiểu đoàn hay là một đội quân xuất chinh, thì người Sallallahu Alaihi Wasallam thường cử họ ra đi vào đầu ngày, tức là vào sáng sớm. Bất cứ điều gì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam làm trên cơ sở cá nhân, và bất cứ điều gì người Sallallahu Alaihi Wasallam làm cho Ummah, và hầu như mọi công việc, dù công hay tư, thì Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam của chúng ta đều bắt đầu vào đầu giờ sáng. Và Thiên Sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam cũng đã nói, ai lễ nguyện Salat Fajr cùng với tập thể rồi ngồi lại tụng niệm Allah, tức Zikr hoặc đọc Quran cho đến khi mặt trời mọc, sau đó thực hiện Salat 2 rak'ah Sunnah, sẽ được ghi cho ân phước giống như ân phước của Hajj và Umrah một cách trọn vẹn và trọn vẹn. Hadith giờ tiết mình ghi lại. Điều thứ hai mà chúng ta có thể tìm kiếm barakah trong thời gian của mình, đó là tránh tội lỗi và trái lệnh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik rahimahullah đã là thầy của Imam Shafi'i. Imam Malik gặp Imam Shafi'i lúc Imam Shafi'i là một thanh niên. Imam Malik thấy Imam Shafi'i vượt trội hơn những thanh niên khác trong các học trò của mình. Imam Malik đã dành một sự quan tâm đặc biệt đến Imam Shafi'i, và có lần ông đã nói với Imam Shafi'i, học trò của mình: "Này chàng trai, ta thấy rằng Allah đã thắp sáng trái tim của cậu. Vì vậy, đừng dập tắt ánh sáng đó bằng bóng tối của tội lỗi." Đúng vậy, khi Allah đã cho chúng ta một cái gì đó đặc biệt, chúng ta đừng làm hỏng nó với tội lỗi. Allah Đấng toàn năng phán: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ard." Nếu như cư dân của các thị trấn có đức tin và kính sợ ta, thì chắc chắn ta đã mở ra cho họ các phúc lành từ trời đất. Barakah từ trời đất. Chương 7 Al-A'raf câu 96. Allah Subhanahu wa ta'ala cho chúng ta biết rằng nếu người dân thị trấn tin nơi Ngài rồi tránh tội lỗi do sợ Ngài, thì Barakah sẽ đến với họ từ trên trời và cả dưới đất. Có nghĩa là khi chúng ta tránh tội lỗi thì chúng ta mới có được barakah của Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiểu một cách ngược lại, nếu chúng ta làm tội lỗi thì chúng ta sẽ không có được barakah từ nơi Ngài.
Tội lỗi sẽ làm giảm lượng của cải, làm giảm lượng thời gian, làm giảm lượng trí tuệ, làm ô nhiễm mọi thứ mà chúng ta hiện diện bên trong, mà chúng hiện diện bên trong. Bởi vì tất cả những thứ đó là những phước lành mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Tất cả đều là những món quà từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah sẽ không cho phép chúng, Allah sẽ không cho phép chúng ta giữ những món quà đó nếu chúng ta làm quen ố chúng bằng cách là không vâng lời Ngài. Chúng ta hãy biết rằng chúng ta chỉ có một lượng thời gian nhất định trong cuộc đời này, trong cuộc sống dunya này. Và nếu chúng ta chiếm lĩnh nó bằng việc làm tội lỗi và trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta sẽ không còn thời gian hoặc còn rất ít thời gian trong việc ngoan đạo, trong việc vâng lời Ngài. Nếu một người thường ngồi lê đôi mắt và những thứ tương tự, người đó có thể sẽ không còn nhiều thời gian để tập trung vào những gì quan trọng hơn cho cuộc đời của mình ở đời sau. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự muốn được barakah của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta phải tránh xa tội lỗi, chúng ta phải tránh xa những điều trái lệnh Ngài. Và đây là điều thứ hai trong việc tìm kiếm barakah của Allah subhanahu wa ta'ala trong thời gian của chúng ta. Điều thứ ba, đó là chúng ta hãy dành thời gian cho gia đình. Một số người, subhanallah, họ không thể tìm thấy thời gian để dành cho gia đình của mình. Họ có thể tìm thấy thời gian để làm hết việc này đến việc khác. Họ có thể dành thời gian cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho những thú vui phù phiếm vô ích của bản thân. Nhưng họ lại không thể tìm thấy thời gian để dành cho gia đình của mình. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã nói: "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyusalli rahima." Ai muốn được thêm phú quý, kéo dài tuổi thọ thì hãy hàn gắn tình thân tộc. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại: phải hàn gắn tình thân tộc, tức là sila ar-rahim. Nabi nói ai muốn được thêm phú quý, đúng, muốn thêm giàu sang, muốn thêm bổng lộc và muốn được tăng thêm tuổi thọ, sống lâu hơn, thì người đó hãy hàn gắn tình thân tộc, hãy sila ar-rahim. Chúng ta hãy biết rằng gia đình là thân tộc gần nhất của chúng ta, và một trong những hình thức hàn gắn tình thân tộc là chúng ta giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình của mình, thiết lập mối quan hệ bền chặt với gia đình của mình. Có những người thấy rằng gia đình kéo họ ra khỏi khả năng kiếm tiền một cách chính đáng. Họ nói tôi phải làm nhiều hơn nữa trong sự nghiệp của mình, và đó là lý do tại sao tôi không có thời gian cho gia đình. Những người này chúng ta thấy họ vẫn có thời gian để giải trí, vẫn có thời gian cho tất cả mọi thứ, nhưng họ không có thời gian cho gia đình. Thực ra lý do duy nhất chỉ vì họ ít quan tâm gia đình, không coi gia đình là quan trọng, hoặc họ có quan tâm gia đình nhưng không đúng cách. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam của chúng ta rõ ràng đã nói theo kế hoạch của Allah subhanahu wa ta'ala rằng ai dành thời gian cho gia đình của mình, đối xử tốt với gia đình của mình, tử tế với gia đình của mình, quan tâm đến gia đình của mình, điều đó sẽ làm tăng barakah trong bổng lộc và thời gian của người đó ở thế giới này. Và chúng ta, những người Muslim phải tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala về điều đó. Silatu rahim, hàn gắn tình thân tộc. Chúng ta bắt đầu với bố mẹ của chúng ta khi họ vẫn còn sống. Chúng ta bắt đầu với người bạn đời của chúng ta, sau đó là con cái của chúng ta, và sau đó là những người thân khác của chúng ta như chú bác cô dì của chúng ta. Chúng ta sẽ có barakah. Chúng ta sẽ đạt được barakah thông qua việc chúng ta giữ mối quan hệ tốt đẹp với những người đó. Barakah đến từ niềm vui của họ. Giải thích về việc Allah subhanahu wa ta'ala sẽ kéo dài tuổi thọ, sẽ kéo dài cuộc sống của một người như được đề cập trong hadith. Một số học giả nói rằng đó là Allah ban phước cho sức khỏe của người đó, ban phước cho khả năng của người đó. Một số học giả khác thì nói rằng đó là hạnh phúc, đó là Allah subhanahu wa ta'ala ban phước cho anh ta bằng cách gia tăng nhiều thời gian hơn cho anh ta.
Ngài ban barakat cho thời gian của anh ta và hướng dẫn anh ta làm những việc thiện và dâng lời Allah subhanahu wa ta'ala. Một số học giả khác thì bảo rằng Allah kéo dài cuộc sống của chúng ta với ký ức tốt đẹp mà chúng ta để lại với những người chúng ta yêu quý. Vì vậy, họ có trí nhớ tốt, họ có một cách đẹp đẽ để ghi nhớ chúng ta, và khi họ nhớ đến chúng ta một cách đẹp đẽ thì họ sẽ thường xuyên cầu nguyện cho chúng ta, và họ làm sadaqa cũng như là những việc thiện tốt khác mang tên của chúng ta. Và điều đó chính là ý nghĩa của sự kéo dài cho cuộc sống của chúng ta trên thế gian này. Điều thứ tư giúp chúng ta có được barakah của Allah subhanahu wa ta'ala, đó là hành động biết ơn Allah subhanahu wa ta'ala. Allah đấng toàn năng phán la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala phán la in shakartum, nếu các ngươi biết ơn, la azidannakum, ta chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi. La azidannakum, ta chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi nếu các ngươi biết ơn. Allah subhanahu wa ta'ala phán ta chắc chắn sẽ ban thêm cho các ngươi liên quan đến đức tin nói chung, nhưng liên quan đến điều cụ thể mà chúng ta thể hiện đó là hành động biết ơn. Và thế nào là hành động biết ơn? Khi chúng ta sử dụng sức khỏe của mình để thực hiện những điều thiện tốt, khi chúng ta chi dùng tài sản để làm sadaqah, khi chúng ta chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của Allah, khi chúng ta dành thời gian cho việc quan đạo và dâng lời Allah subhanahu wa ta'ala, thì đó là những hành động biết ơn Allah subhanahu wa ta'ala. Và qua những cái hành động biết ơn này thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban barakah cho chúng ta. Đó là Ngài gia tăng sức khỏe cho chúng ta, loại bỏ khỏi chúng ta những căn bệnh, những bệnh tật. Allah sẽ ban barakah cho tài sản của chúng ta bằng cách gia tăng sự giàu có cho chúng ta, tăng thêm phú quý cho chúng ta. Allah sẽ ban barakah cho thời gian của chúng ta bằng cách Ngài cho chúng ta sống lâu hơn và hướng dẫn chúng ta làm việc nhiều thiện tốt hơn, và để chúng ta gặt hái được nhiều ân phước hơn. Điều thứ năm giúp chúng ta có được barakah của Allah subhanahu wa ta'ala, đó là chúng ta nên đọc Quran hàng ngày. Và đặc biệt chúng ta hãy nên đọc Surah Al-Baqarah. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Iqra'u Surah Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Các ngươi hãy đọc Surah Al-Baqarah, bởi quả thật việc đọc nó sẽ mang lại barakah, và việc từ bỏ nó là một sự hối tiếc, và Al-Batala không thể đọc nó. Hadith do Muslim ghi lại. Có nghĩa là khi chúng ta đọc Quran, đặc biệt là Surah Al-Baqarah, chúng ta đang mở khóa tất cả các loại barakah, và chúng ta sẽ không gặp phải bất cứ sự hối tiếc nào. Còn Al-Batala được nói trong Hadith, nó vừa có nghĩa là những kẻ lười biếng và cũng có nghĩa là những kẻ dùng bùa thuật, và cả hai nghĩa này đều được hiểu trong Hadith. Vì vậy, một số học giả nói rằng một người lười biếng sẽ không thể đọc được Surah Al-Baqarah, bởi vì đây là Surah dài nhất trong Quran, và những kẻ dùng bùa thuật cũng không thể đọc được Surah này vì họ nhờ sự trợ giúp của Jin Shaitan, và Jin Shaitan sẽ bỏ chạy thật xa khỏi bất kỳ ngôi nhà nào có đọc Surah Al-Baqarah trong đó. Vì vậy, việc chúng ta đọc Quran hàng ngày không những mang lại cho chúng ta nhiều ân phước ở nơi Allah subhanahu wa ta'ala, mà những điều phúc lành và may mắn sẽ được mở ra trong cuộc sống của chúng ta trên thế gian này. Đặc biệt là nếu chúng ta đọc thường xuyên Surah Al-Baqarah, và thực sự sẽ là một phước lành vĩ đại vô cùng cho một người nếu người đó có thể đọc thuộc lòng Surah Al-Baqarah mỗi ngày. Điều thứ sáu giúp chúng ta có thể có được barakah trong thời gian của chúng ta, đó là chúng ta hãy kết hợp zikir, việc tụng niệm và tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala vào thói quen hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hãy để việc zikir Allah subhanahu wa ta'ala, việc tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala, việc tụng niệm Ngài thành một thói quen thực tế trong sinh hoạt đời sống của chúng ta. Ông Abu Hurairah radiyallahu anhu thuộc lại rằng có lần thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cùng một số sahaba radiyallahu anhum trên đường đến Mecca đã đi ngang qua một ngọn núi tên là Jumdan. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Siru hadha Jumdanu sabaqal mufarridun." Hãy tiếp tục đi trên núi Jumdan này, nơi mà những người mufarridun đã đua nhau đi trước. Các sahaba đã hỏi: "Ya Rasulullah, thưa thiên sứ của Allah, Mufarridun là ai? Là gì?"
Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Adh-dhakirun Allah kathira wa dhakirat." Đó là những người nam nữ nhiều tụng niệm và tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hadith do Muslim ghi lại. Ý nghĩa của hadith: những người đàn ông và phụ nữ thường xuyên zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Họ đã tự tách mình và đi trước những người khác trong việc tụng niệm và tưởng nhớ Allah. Vì vậy, họ đã đạt được nhiều ân phước hơn những người khác. Và họ chính là những người được Allah subhanahu wa ta'ala đề cập trong lời phán của Ngài: وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Những người tưởng nhớ nhiều đến Allah, tức là những người zikir nhiều Allah, tụng niệm Allah thật nhiều, nam cũng như nữ, Allah đã chuẩn bị cho họ sự tha thứ và phần thưởng vĩ đại. Chương 33 Al-Ahzab câu 35. Những người tụng niệm và tưởng nhớ nhiều đến Allah subhanahu wa ta'ala có nghĩa là họ tụng niệm và tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala trong hầu hết thời gian của họ, đặc biệt là những thời điểm theo quy định, chẳng hạn như sáng, chiều và sau những salat bắt buộc. Trong hadith, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã đề cập đến bối cảnh của những người mufarridun, rằng họ đã đua nhau đi trước, tức họ đã thành công, họ đã đánh bại nhiều người trong cuộc đua, họ đã dẫn đầu và họ chính là những người zikir Allah subhanahu wa ta'ala trong hầu hết thời gian của họ. Nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của họ, chúng ta sẽ thấy việc zikir của họ không phải là thứ bị cô lập trong một địa điểm hay thời gian thờ phượng, mà nó hầu như hiện diện, nó hầu như có mặt trong mọi không gian và thời gian trong cuộc sống sinh hoạt của họ. Chiếc lưỡi của họ luôn ẩm ướt với những lời zikir. Họ zikir luôn lúc đang nấu ăn, họ zikir khi đang đi bộ, họ zikir khi đang tập thể dục, họ zikir khi đang làm bất cứ điều gì, khi đang làm bất cứ điều gì. Họ nói subhanallah, họ nói alhamdulillah, họ nói la ilaha illallah, họ nói subhanallah wa bihamdi, họ nói Allahu Akbar, họ nói những lời zikir họ thường xuyên nói trong bất cứ mọi thời gian của họ. Và họ chính là hình ảnh của những người mà Allah subhanahu wa ta'ala đã mô tả trong Quran: Alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Họ là những người thường xuyên tụng niệm Allah lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên. Chương 3 Ali Imran câu 191. Thì những người này đã gắn việc tụng niệm và tưởng nhớ Allah, họ đã gắn cái việc zikir vào cuộc sống hàng ngày của mình. Họ không chỉ thực hiện zikir trong masjid sau các lễ nguyện salat, sau các salat bắt buộc. Họ không chỉ thực hiện zikir vào các thời điểm ấn định như sáng chiều hoặc trong những không gian đặc biệt nào đó, mà đối với họ, zikir là thứ đã trở thành một thói quen thường ngày của mình. Chúng ta đã từng nghe câu chuyện về người thợ làm bánh mì trong thời của Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Thì câu chuyện cho chúng ta biết rằng tất cả những gì mà cái người thợ làm bánh mì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thì đều được Allah ban cho, đều được Allah đáp lại. Nguyên nhân là bởi vì miệng của cái người làm thợ bánh mì đó hầu như không ngừng zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Anh ta zikir Allah trong mọi thời gian và ngay cả khi anh ta đang nướng bột bánh mì của mình. Vì vậy, hỡi người Muslim, chúng ta hãy kết hợp việc tụng niệm và tưởng nhớ Allah subhanahu wa ta'ala vào thói quen hàng ngày của chúng ta. Chúng ta đừng chỉ xếp nó vào một chỗ. Nếu chúng ta làm được như vậy, chắc chắn điều đó sẽ gia tăng ân phước cho chúng ta ở đời sau và chắc chắn nó sẽ mở ra nhiều thêm barakah cho cuộc sống của chúng ta ở đời này. Điều thứ bảy giúp chúng ta có được barakah trong thời gian của chúng ta đó là chúng ta hãy luôn đồng hành với những người ngoan đạo và đức hạnh, đặc biệt là những người ngoan đạo có kiến thức và thông hiểu về Islam. Allah subhanahu wa ta'ala đứng toàn năng phán: وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا أَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا. Ngươi hãy kiên nhẫn cùng với những người thường cầu nguyện Thượng Đế của họ sáng chiều với mong muốn làm đẹp lòng Ngài. Chương 18 Al-Kahf câu 28.
Allah subhanahu wa ta'ala bảo chúng ta hãy kiên nhẫn với những người thường cầu nguyện ngày sáng chiều, có nghĩa là hãy đồng hành với họ, luôn bầu bạn với họ, bởi vì họ sẽ là nguồn động lực giúp chúng ta tránh xa tội lỗi và trái lệnh Allah, là tấm gương tốt đẹp để chúng ta bắt chước và noi theo, và chúng ta sẽ đồng hành với họ trong sự ngoan đạo cùng với họ. Và Allah subhanahu wa ta'ala đứng tối cao phán trong một câu kinh khác: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vì vậy các ngươi hãy hỏi những người hiểu biết nếu các ngươi không biết. Chương 16 An-Nahl câu 43. Allah subhanahu wa ta'ala bảo chúng ta hãy hỏi những người hiểu biết, có nghĩa là chúng ta hãy luôn đồng hành cùng với họ để học hỏi kiến thức, bởi vì họ là nguồn hướng dẫn, là ánh sáng trên con đường đến với Allah subhanahu wa ta'ala. Một hadith nổi tiếng chắc có lẽ hầu hết chúng ta đều đã từng nghe, đó là hadith do Imam Ahmad, Abu Dawud và Tirmidhi ghi lại, và được học giả Al-Albani và Ibn Al-Qayyim rahimahullah xác nhận là hadith tốt. Thì nội dung hadith nói rằng ai tìm con đường để học hỏi kiến thức Islam, tức kiến thức về Quran và Sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì Allah sẽ mở cho y một sự dễ dàng trên con đường đến thiên đàng, và các thiên thần của Ngài sẽ cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho họ. Hỡi người Muslim, việc tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức Islam không giới hạn ở việc đến trường lớp, mà nó bao hàm tất cả bất cứ con đường nào, miễn chúng ta có thể học hỏi được kiến thức tốt đẹp và đúng đắn của Islam. Và một trong những con đường đó là đồng hành cùng với những người có kiến thức và thông hiểu về Quran và Sunnah của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và dĩ nhiên những người này phải luôn thực hành theo sự hiểu biết của mình. Đó là 7 điều giúp chúng ta có được barakah trong thời gian của chúng ta. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala phán ở chương 103 An-Nahl câu từ câu 1 đến câu 3: Thề bởi thời gian, quả thực con người chắc chắn sẽ ở trong tình trạng thua thiệt, trừ những ai có đức tin và hành thiện, khuyên bảo nhau điều chân lý và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng tất cả những người Muslim. Xin Ngài thương xót và tha thứ tội lỗi cho họ, bởi Ngài là đấng nhân từ, đứng hàng tha thứ. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban barakat cho họ trong tất cả những gì Ngài ban cho họ, và cầu xin Ngài thương xót và cứu rỗi họ vào ngày sau. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.